Hello tất cả mọi người, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hiện tại thì vẫn đang lạc giữa một cái rừng ngô các bạn ạ. Ngô này đang mùa rất là chín rồi. Ngô này nướng ăn cũng ra trò phết rồi đấy các bạn. Ai chà, chỗ này mình thấy á, khá là nhiều ớt này các bạn này. Wow, thấy không? Mình sẽ hái một ít về các bạn. Tại bây giờ ở nhà là cũng rất là hiếm ớt rồi các bạn ơi. Nhà mình gọi là hết sạch ớt, không còn cây nào luôn. Để hôm nay gọi là may mắn tìm gặp được một cái cây ớt đồi ớt này ớt của họ ớt của chùa đó. Đây mình sẽ hái trong đây cái lá này, mình hái vào đây để gói lại các bạn ạ. Anh nghe tiếng ớt đấy rất là chín luôn rồi ạ. Anh hái cả ớt xanh nữa, ớt xanh ăn cho nó có mùi các bạn ạ. Cái ớt đỏ thì chủ yếu là nó cay hơn, nhưng mà cái ớt xanh á, kể ra là cái ớt xanh nó còn cái mùi nó thích hơn các bạn ạ. Có cái mùi rất là người, cái mùi rất là cay các bạn. Đó, chứ còn cái màu, cái chín hẳn nó, cái màu đỏ là mình chỉ ăn thì mới thấy cái độ cay thôi. Còn cái màu xanh á là nó cũng không cay mấy đâu, nhưng mà ngửi cái mùi của nó rất là đã luôn các bạn ạ. Mùi rất là cay. Mình sẽ hái cả cái cuống này các bạn ạ. Đó, hái hết sạch luôn. Chỗ này ở ngoài nương này ít khi người ta đi hái các bạn ạ. Đó, cứ để đây thì nó cũng rụng hết, cũng phí rồi mọi người. Nên là mình sẽ hái khá là nhiều ạ. Mình sẽ hái hết cái chỗ mấy quả to này, hái xong về đem cất tủ cho nó ăn dần các bạn ạ. Chứ dạo này mà đi kiếm ớt tươi là cũng khó đấy. Bây giờ gọi là ớt tươi ngoài vườn là hết mùa hết rồi, chết sạch hết. Lâu lâu mới gặp được một cây ớt ở ngoài đồi đây các bạn ạ. Tranh thủ hái nhiều tí, hay cả ớt xanh cũng không trừ luôn. Thời xuống cái thành phố làm mọi người, thì ớt là cũng phải đi mua để ăn đó. Chỗ này lên đồi kiếm cũng có này. Tầm này chắc là cũng đủ rồi đó. Một nắm đây rồi các bạn. Nên đem cất vào cái đây, ok rồi. Đem cất trong cái túi thần kỳ của Doraemon. Trời bắt đầu nắng rồi đó. Để các bạn thấy ngay chỗ này có một cái đám mây đen đó. Nó che được một lúc quá. Còn đây xung quanh thì lại nắng chang chang. Còn cái phía này có một cái đám mây đó, nó
nó che một phát là cảm giác như kiểu sắp báo. Thời tiết mùa hè này nó khó hiểu. Bây giờ trên này có một bãi ngô, ngô dài. Cái lối nào cho nó nhanh ta. Ây chà, đây cái hốc đá này là cái nơi mà họ buộc trâu đây các bạn. Những cái ngọn ngô đây họ cắt về đây để vứt đây để cho con trâu ăn này. Buộc trâu trong cái hốc đá này. Đấy. Đấy, chỗ này toàn là vết chân trâu. Đúng là trâu đây thật các bạn. Xịt mũi cho trâu. Hết rồi. Fumakinla. Tiếp tục lên đường về nhà các bạn.